thì em sẽ hướng dẫn cách vẽ cái chi tiết cột kiến trúc này. Ta dùng lệnh rectangle và hình chữ nhật với kích thước cạnh đấy là 300 và chiều cao ví dụ cho khoảng 1m2. Tiếp theo là các cái chi tiết trang trí ở chân cột và đỉnh cột. Ở chân cột thì ta thơ lên mặt này, sử dụng là line này ra trem này đi lên 50, sau đó sử dụng lệnh vẽ cung tròn nên ta vẽ vị trí đường kem thế này. Xem chi tiết ở chân cột, tiếp theo là chi tiết ở đỉnh cột. Đây sẽ vẽ hai chi tiết ở đây. Và tiếp theo chi tiết dưới này, đây là đoạn thừa, ta có thể xóa bỏ đi. Tiếp theo là sử dụng công cụ Follow Me để trượt cái mặt phẳng này theo cái biên dạng đường dẫn là mặt trên của đỉnh cột. Click chọn công cụ Follow Me, click chọn mặt phẳng và ta di chuyển chuột quanh vị trí cạnh của mặt phẳng đỉnh cột. Xong rồi ta thoát lệnh đi. Bên trên này đường thừa ta có thể xóa được, xóa bỏ đường thừa này đi. Xong phần đỉnh cột, cái phần chân cột cũng tương tự, sử dụng lệnh Follow Me, click chọn mặt phẳng và di chuyển theo mặt phẳng đấy, xóa bỏ những đoạn thừa. Tiếp theo là các cái chi tiết chi nối, thì ta click chọn mặt phẳng, sử dụng công cụ Offset, ta click vào cạnh của mặt phẳng và di chuyển, nhập kích thước là khoảng Offset là 50, tương tự cho mặt phẳng bên này. Tương tự cho mặt còn lại cũng là 50mm. Ta chọn mặt phẳng bên trong và dùng lệnh pull để di chuyển vào 20. Tương tự mặt bên này cũng vào là 20, mặt còn lại 20. Tiếp theo ta sẽ chọn và make group đối tượng và tạo xem chi tiết trong cột và chi tiết đỉnh cột của trang trí. Ta có thể gắn chiều cao, nâng chiều cao của đầu cột này lên bằng cách ta quét chọn phần muốn nâng cao, sau đó ta di chuyển lên trên với một khoảng cách ví dụ như là 1m và thiết bên ngoài đã thoát khỏi rồi. Chúng ta xem chi tiết cột. Tiếp theo là vẽ chi tiết chiếc ly bằng cách ta sẽ import một tấm hình, đó là hình chiếc ly. Ta vào mặt này, vào file và chọn import và dẫn đến tấm hình
có chất ly, ví dụ thứ này ta chọn import, nhớ định dạng là phải ảnh CSS, chọn import, chọn lên đặt ảnh, ta sẽ đặt tại vị trí góc tọa độ luôn để thuận lợi trong quá trình thao tác. Và width bề ngang của tấm ảnh thì ta có thể cho nó là 1000, để có thước nó lớn thì ta dễ dàng vẽ. Và sau này sẽ scale sau khi vẽ xong, sử dụng lại vẽ cung tròn cái này. Tiếp theo vị trí của bên ngoài đường biên của chiếc ly, ta sẽ kết thúc phần. Phần chân ly ở đây. Tiếp theo ta dùng là line để vẽ một mặt phẳng là 1/2 của chiếc ly. Vì trước khi đây rồi ta sẽ mua vào sale. Thế này ta sẽ di chuyển thành này đúng bằng 1/2 chiếc ly và xóa bỏ phần thừa này đi. Tiếp theo ta sử dụng lệnh offset. Lệnh offset để tạo chiều dày cho chiếc ly, ở đây là gắn chiều dày ví dụ như là 86 mm. Phần đây ta dùng phần về cung tròn. Thường là dễ xóa bỏ. Còn này thì ta sẽ hiệu chỉnh lại giống với thực tế. Thế này chúng ta xóa bỏ phần thừa đi và xóa tấm ảnh đi, chúng ta về xem
phần bên này tương tự như vậy. Đây là phần trên ta sẽ hiệu chỉnh. Cho nó bo tròn. Ta được phần biên dạng của chiếc ly. Tiếp theo sẽ vẽ phần mặt phẳng hình tròn được sử dụng là follow me. Đây ta sẽ vẽ line như thế này. Sử dụng lệnh vẽ đường tròn với size là số cạnh để tạo thành đường tròn, số cạnh càng nhiều thì càng sắc nét. Tôi là chọn 120. Làm muốn thay đổi thì tôi nhập là 124 chẳng hạn, 124 S S bạn nhé, enter. Click tâm đường tròn và click vào vị trí kết thúc. Sorry. Tiếp theo ta sử dụng lệnh follow me bằng cách chọn lệnh, chọn mặt phẳng và ta di chuyển chuột theo đường tròn vừa vẽ và ngưng ở vị trí này. Bởi vì số cạnh của đường tròn khá là lớn, 124, cho nên là xử lý lâu. Rồi, chúng ta đã vẽ xem một chiếc ly. Những đường thừa ngồi ta thử xóa bỏ. Ví dụ như đường này, đó là những đường là không xóa được, nó xóa sẽ bị mất một phải ngay. Quy những được sinh là không không được xóa. Và tương tự ta rút lại, rút lại. Bây giờ ta sẽ đặt chiếc ly này lên trên cái bàn này. Ta mua lên đây. Nếu kích thước quá lớn thì ta sẽ dùng lệnh scale để thu nhỏ chiếc ly theo kích thước mong muốn. Đây là lệnh scale. Đây là sẽ như thế này, là sẽ scale theo ba phương ứng với ba trục màu đỏ, trục màu xanh lá cây và trục màu xanh dương. Hoặc là như thế này dùng để tăng scale theo chiều cao. Đây ta theo đồ tỷ lệ thì thì sẽ giảm xuống thế này. Đó. Sẽ copy ra thêm hai cái nữa chẳng hạn. Và ta việc thông to và thu nhỏ với kích thước mong muốn.